Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đang xin ý kiến về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động phải cách ly y tế. Số tiền dự kiến chi hỗ trợ là 945 tỷ đồng cho 300.000 người lao động. Theo quy định tại khoản 3 điều 99 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động ngừng việc do dịch bệnh nguy hiểm thì người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, mức lương ngừng việc theo thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu trong 14 ngày nghỉ việc đầu tiên. Tuy nhiên trên thực tế thời gian cách ly y tế có thể kéo dài trên 14 ngày, nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của người lao động và gia đình do người lao động bị cách ly y tế. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc dừng phải cách ly y tế, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.